Lần trước thì với nhịp điệu top list chúng ta đã nói về One Hit Wonder nổi tiếng của làng nhạc Việt. Hôm nay chúng ta sẽ lạm bàn về các hit maker ở Việt Nam. Chào mừng các sếp đã quay trở lại với nhịp điệu thổi tai. Tôi là vui vẻ. Đầu tiên thì hãy cùng làm rõ khái niệm hit maker. Đây là cụm từ chỉ những người có khả năng sáng tác ra những ca khúc được đại chúng quan tâm, phù hợp với thị hiếu, có tính lan truyền mạnh mẽ trên cả mạng xã hội và ngoài đời thật. Các hit maker là những người nhạy bén, biết lắng nghe, biết đổi mới, nắm bắt được tâm lý, xu hướng, sở thích của khán giả để làm nên một bản nhạc viral. Thuật ngữ hitmaker khá là dễ hiểu và có mặt ở khắp mọi nơi, nên là dưới đây thì Nhi Đồng Thối Tai xin liệt kê ra một vài gương mặt tiêu biểu của làng nhạc Việt trong thời điểm hiện tại. Và lưu ý là danh sách này chỉ mang tính liệt kê, không mang tính xếp hạng, là mong các sếp đừng nhầm lẫn. Để mở đầu danh sách thì Nhi Đồng Thối Tai gọi tên anh Khắc Hưng, cỗ máy tạo hit của làng nhạc Việt. Anh Hưng là một nhạc sĩ sinh năm 92 tại Yên Bái. Hồi xưa thì anh nổi tiếng là em trai của Khắc Việt, cũng là một cỗ máy tạo hit của làng nhạc Việt. Nhưng mà giờ trong mắt Gen Z và thế hệ 9X thì anh Việt được biết đến là anh dài của Khắc Hưng. Anh Khắc Hưng từ lâu đã luôn là gương mặt nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng với một loạt những bài hit nổi đình nổi đám như Sau Tất Cả, Yêu, Con Đường Tôi, Ghen, Ghen Covid và gần đây nhất là Si Tình. Điểm đặc biệt của anh Hưng là màu sắc âm nhạc đa dạng. Bản hit sau thì nó khác hẳn bản hit trước, kể cả sáng tác trong cùng một năm, nhưng mà hiếm khi nào người ta thấy được một Khắc Hưng dùng lại một công thức tạo hit đến hai lần. Ví dụ nổi bật nhất là trường hợp của Sau Tất Cả và Ghen, khi mà cả hai có chung một ca sĩ thể hiện là Eric, ra mắt cách nhau đúng một năm nhưng mà lại có hai màu sắc khác nhau toàn diện. Một bên thì là người chơi hệ lụy, cầu mong được hàn gắn với mối tình năm xưa với giọng hát nhẹ nhàng tha thiết. Một bên thì 3 giờ sáng lục đục gọi điện cho người yêu cũ hỏi là tại sao em còn chưa ngủ với giọng điệu đanh thép, ghen lồng ghen lộn. Nói chung là anh Hưng là một trong nhiều trường hợp hiếm hoi sẽ tạo hit bằng ý tưởng đột phá và những câu chuyện âm nhạc thú vị. Chính bởi sự đặc biệt này trong cách làm nhạc mà anh là chủ nhân của danh hiệu hitmaker, giành được 2 tỷ lượt view trên YouTube đầu tiên trong gần 10 năm làm nghề. Sau khi đã chinh phục làng nhạc Việt dưới cương vị sáng tác, nhà sản xuất cho nhiều nghệ sĩ, thì mới đây anh Hưng đã có một bước tiến mới khi mà quyết lấn sân sang làm ca sĩ với một bài nhạc khá là bắt tai, nghe tên Em Có Hiểu Anh Không, khiến cho nhiều ca sĩ phải toát mồ hôi vì sợ phải đối mặt với một siêu đối thủ cứ ra nhạc là bùng nổ thì đúng khổ. Người thứ hai trong danh sách này là Sếp Tùng. Chữ MTP trong nghệ danh của Sếp được khẳng định là Music, Talent và Phong Cách. Đây là những giá trị mà Sơn Tùng muốn hướng tới và mang cho khán giả ngay từ đầu khi bắt đầu với âm nhạc. Sếp Tùng từng khoảng thời gian được mến mộ và cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 17 tuổi với khả năng biểu diễn, hát, nhảy múa phụ họa nó rất là điên đảo. Nhưng mà đặc biệt nhất với Sơn Tùng là khả năng tự sáng tác một loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của Sơn Tùng như là Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Âm Thầm Bên Em, Cơn Mưa Ngang Qua và Lạc Trôi, đã giúp đưa tên tuổi của sếp đến với rộng rãi công chúng nghe nhạc. Không còn nơi đây. Sơn Tùng là thần tượng của giới trẻ do khả năng viết nhạc hay, tiết tấu lạ, nắm bắt tâm lý người nghe. Tuy từng dính nghi án đạo nhạc, thậm chí còn trở thành đối tượng bị công kích thường xuyên bởi nhiều thế hệ người nghe nhạc. Nhưng mà không ai có thể phủ nhận tài năng cùng công sức sáng tạo của Sếp Tùng trong những năm trở lại đây. Đặc biệt Lạc Trôi là một trong những ca khúc mang dấu ấn cá nhân đậm nét nhất của Sơn Tùng, vẫn được nghe rất nhiều trong suốt những năm qua trên sóng phát thanh, trên các kênh trực tuyến hay thậm chí là trên nhiều ngóc ngách của thế giới. Chia sẻ với báo chí thì Sơn Tùng thường hay kể những câu chuyện được nghe từ những người sống xung quanh mình. Những câu chuyện giản dị thường nhật lại có khả năng gợi gợi những ý tưởng để nhạc sĩ trẻ biến hóa thành các ca khúc. Không chỉ sáng tác mà nhờ khả năng biểu diễn tuyệt vời của mình, Sơn Tùng chính là người mang những bản hit của mình phủ sóng đến khán giả đại chúng. Là một nghệ sĩ đa di năng, đặc biệt quyền lực trong showbiz mà ngay cả giới chuyên môn cũng không tiếc lời ca ngợi. Và nghệ sĩ tiếp theo mà cá nhân đội ngũ Nhi Đồng Thối Tai rất là mong muốn sẽ comeback là chị Tiên Cookie. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không theo học đại học mà nam tiến để theo đuổi đam mê âm nhạc. Chị Tiên từng bị bố mẹ không nhìn mặt tại vì không nghe lời người lớn, nhưng mà chị đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng khi mà trở thành một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm. Âm nhạc của chị trải dài từ trẻ con nghêu ngao hát trên bụng đói cho tới các cô chú anh chị, các bà mẹ cũng hòa mình vào Đi Để Trở Về. Nhạc chị Tiên rất đa dạng về cả chủ đề lẫn chất lượng nội dung và âm
âm thanh. Những bài hát của Tên Cúc Kỳ thổi vào đời sống biểu diễn một ngọn gió mới, sáng tác mang hơi thở thời đại rất là rõ nét, ngập tràn cảm xúc và những tâm sự rất là dịu của tuổi trẻ. Cơ mà đáng hiểu ở chỗ là mặc dù là nghiện nỗi buồn, nhưng mà nỗi buồn trong sáng tác của Tên Cúc Kỳ thì lại mang màu sắc tươi sáng, tích cực, động viên giới trẻ tu chí làm ăn, chỉnh đốn cuộc sống và tận hưởng nỗi buồn. Đúng kiểu là buồn một tí thôi xong lại vui. Nghĩ cảnh tương lai phơi phới này thì cũng chả ai buồn được. Nên là sau khi ngừng ra nhạc một thời gian thì giờ chị Tiên chính là một tên tuổi mà chính giới chuyên môn lẫn công chúng đều chờ đợi. Độ chín, độ từng trải của mình, người nghe sẽ còn được thưởng thức nhiều ca khúc hay hơn nữa do chính chị sáng tác. Và nói đến hitmaker thì chúng ta không thể quên được Phan Mạnh Quỳnh. Anh Phan Mạnh Quỳnh được khán giả thân mến gọi là người nhà quê viết nhạc, tại vì màu sắc âm nhạc có phần chân phương, giản dị, không màu mè nhưng mà luôn chạm tới những tâm sự sâu kín nhất trong lòng mỗi con người. Đã có thời gian Phan Mạnh Quỳnh hạn chế xuất hiện ở các sân khấu ca nhạc dưới vai trò là người biểu diễn, vì tâm sự là việc đi hát thì giúp anh hái ra tiền nhưng mà nó làm mai một sự sáng tạo. Thay vào đó thì anh dành thời gian ở quê nhà tập trung tìm tòi viết nhạc, rảnh rang thì giúp bố mẹ đóng gói kẹo lạc. Mạnh Quỳnh luôn này. Dù ít biểu diễn nhưng mà anh hài lòng khi mà những đứa con tinh thần được đồng nghiệp lựa chọn vang lên ở nhiều chương trình lớn nhỏ. Từ lớp 9 thì anh đã tập thành sáng tác Nơi Ấy Con Tìm Về là sáng tác đầu tay, ra đời khi anh 18 tuổi. Học hết cấp 3 thì anh đỗ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là vì quá đam mê âm nhạc nên là anh bỏ dở việc học, tự tìm tòi thu âm, thực hiện những bản nhạc đầu tiên và tải lên mạng. Từ năm 2009 đến năm 2014 thì Phan Mạnh Quỳnh là tác giả của nhiều ca khúc hit như là Người Yêu Cũ Khởi Mi, Mình Từng Yêu Nhau của Miu Lê, Anh Thế Giới Và Em Hương Tràm. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ để anh bật lên, tạo dựng tên tuổi trong làng nhạc. Năm 2014 thì anh từng có ý định bỏ nghề, rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê tìm một công việc ổn định. Thời gian này thì anh tụ tập bạn bè, dự vô số đám cưới và vợ người ta ra đời từ đó. Em đã là vợ người ta. Năm 2015, ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, được cả Táo Quân 2016 vinh danh bằng cách đưa bài nhạc lên sóng truyền hình vào đêm giao thừa. Sau đó thì để thoát khỏi cái bóng của vợ người ta thì anh Quỳnh đã quyết định tham gia Sing My Song 2017. Và ở đây, với những bài nhạc như là Hồi Ức và Có Chàng Trai Viết Lên Cây ở đêm chung kết, tài năng sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh nhờ thế mà được chứng thực. Và từ đó đến nay, anh vẫn là một cái tên được săn đón và vô cùng hot trên thị trường nhạc Việt. Với nhiều người thì âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh là thứ âm nhạc của hồi tưởng, của kỷ niệm hồi xưa. Nó giản dị mộc mạc, đầy niềm yêu với nhân tình thế thái, khiến nhiều người như tìm được phút bình yên sau những ngày tháng ồn ào. Nói chung là chất lượng. Và nói đến chất lượng thì cũng không thể bỏ qua sản phẩm của Chùm Cuối, Chùm Figure và Chùm Sticker, những shop bán hàng hóa chính thức của Thống Nhi Đồng Thối Tai. Trong tháng 7 cũng như là đầu tháng 8, chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi, nên là các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để sắm ngay cho mình những món đồ phù hợp. Cái tên tiếp theo trong danh sách sẽ là D-Tap, nhóm đệ tử Anh Phong, những người được săn đón bậc nhất trong làng nhạc Việt trong khoảng 3 năm trở lại đây, bao gồm Thị Kê Ins, Kata Trần, Tùng Cedrus, hoạt động theo hình thức là nhóm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. D-Tap mang ý nghĩa là Double Tap, thao tác để nhấn yêu thích hình ảnh trên Instagram, và đệ tử Anh Phong tại vì họ từng được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dẫn dắt. Âm nhạc của D-Tap thì mang màu sắc dân gian kết hợp với xu hướng hiện đại. Nhạc phẩm đầu tiên mà đưa nhóm được công chúng biết đến là Để Mị Nói Cho Mà Nghe do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Nửa năm sau thì họ tiếp tục kết hợp với ca sĩ qua album Hoàng, đưa tên tuổi của D-Tap phủ rộng trong làng nhạc. Sáng tác của D-Tap được khen phần lời là tươi vui, cách gieo vần, sử dụng hình ảnh dân gian đa dạng, tư duy hiện đại. Thời điểm khởi đầu thì cả hai anh chàng trong nhóm đều gặp nhiều khó khăn khi mà làm trái nghề. Có lúc thì thấy bảo họ còn phải sống chung trong căn nhà trọ rộng 9m², chia nhau suất cơm chay 17.000. Nói chung là rất khổ và bươn chải. Nên là khi đạt thành công như hiện tại, lúc còn không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, thì cũng là lúc mà âm nhạc của D-Tap thực sự có nhiều biến đổi. Trong 2 năm trở lại đây, D-Tap xuất hiện với vai trò producer và sáng tác cho rất nhiều nghệ sĩ khác nhau, vẫn giữ được cái chất làm nhạc kết hợp với nhiều nhạc cụ dân gian vào những âm thanh đương đại, vẫn là câu chữ có phần chơi chữ được bố trí duyên dáng. Đặc biệt là trong những sản phẩm gần nhất kết hợp cùng với Phương Mỹ Chi thì D-Tap còn mang đến màu sắc nhạc trẻ trung hơn, nhiều âm thanh lạ lẫm và thú vị hơn, rất đáng khen. Điểm có thể cần khắc phục nhất đấy là dạo này D-Tap xuất hiện hơi nhiều, khiến cho khán giả đôi phần bị quá tải. Cơ mà chính điểm này là điểm sáng, vì chứng tỏ đấy là bảo chứng cho khả năng tạo hit cũng như là việc D-Tap là một siêu nhóm nhạc được yêu quý bởi công chúng. Ngoài những tên tuổi kể trên thì cũng không thể không nhắc tới anh Miu Amazing, một hitmaker đặc biệt với khả năng sáng tác những bài nhạc chỉ ra các vấn đề trong xã hội với góc nhìn xéo sắc, ghê gớm nhưng hài hước khi mà kết hợp cùng với anh Trúc Nhân, hoặc là những sáng tác nhẹ nhàng hơn, chạm tới cảm xúc của người nghe hơn khi kết hợp cùng với những ca sĩ khác.
chứ anh Trúc Nhân. Cơ mà dạo này anh Miu có vẻ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nên là chưa cho ra nhiều nhạc cho lắm. Trường hợp của anh Miu Amazing cũng là câu chuyện của những cây bút vàng với những sáng tác nổi bật, bởi đằng sau sự vang dội đó là những trăn trở. Nhạc sĩ vốn là nghề khó khăn, tạo ra những bản nhạc được người nghe đón nhận không hề dễ dàng, đã vậy còn phải bắt kịp thời đại mà mỗi nhạc sĩ cần phải có chất riêng, nơi mà âm nhạc bị pha trộn rất nhiều. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, con người được tiếp cận với nhiều nền âm nhạc khác nhau, nhưng mà cũng chính vì thế mà các bài hát na ná giống nhau sẽ thịnh hành trong một thời gian nhất định. Có những ca khúc thời xưa thì luôn tồn tại qua nhiều năm, nhiều thế kỷ và được nhiều thế hệ truyền tai nhau. Người nhạc sĩ có thể chọn theo lối đi riêng của mình để giữ vững màu sắc âm nhạc riêng, cũng có thể hòa nhập theo thị trường phát triển. Nhưng mà chung quy lại, các sáng tác âm nhạc thì phải đảm bảo được tính thẩm mỹ, mang lại giá trị nghệ thuật. Nghề này thì người ta nhìn vào thì tưởng là dễ, nhưng thực ra là rất khó. Không phải là ai cũng có thể xoay màu nhạc liên tục như là chơi đấu trường chân lý được. Ngoài những hitmaker thể trên thì còn rất nhiều tên tuổi khác mà như điểm thổi tai không kể được hết tại đây. Một phần là vì các anh chị đang lựa chọn nghỉ ngơi nên là chúng tôi cũng không muốn làm phiền. Phần còn lại thì là để cho các sếp bình luận ở bên dưới. Đối với các sếp thì ai mới là hitmaker nổi trội nhất hiện tại và âm nhạc của hitmaker nào luôn là lựa chọn đầu tiên trong danh sách của các sếp, hãy để lại bình luận ở phía dưới để cùng lạm bàn với Nhi Đồng Thổi Tai. Và đó là những gì mà đội ngũ Nhi Đồng Thổi Tai tổng hợp và góp nhặt được. Nếu mà có gì chưa đúng hoặc cần bổ sung thì mọi người hãy comment ở bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký hệ thống kênh của Nhi Đồng Thổi Tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.